Số trẻ em Mỹ nhập viện vì COVID-19 tăng kỷ lục Số trẻ em nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục hơn 1.900 ca hôm 14 tháng 8 khi các bệnh viện miền Nam nước này phải căng sức chống chọi với biến thể Delta. Theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Nhân sinh Mỹ, biến thể Delta đang nhanh chóng lây lan trong phần lớn những người dân chưa tiêm chủng. Điều này khiến cho các ca bệnh đã tăng đột biến trong những ngày gần đây. Số trẻ em nhập viện đã tăng lên 1902 vào ngày 14 tháng 8. Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ. Trẻ dưới 12 tuổi không đủ điều kiện tiêm vaccine nên có nguy cơ lây nhiễm biến thể mới cao hơn. Saligod, cựu chủ tịch học viện nhi khoa Mỹ, hiệp hội các bác sĩ nhi khoa, nói với CNN rằng: Đây không còn là COVID của năm ngoái. Lần này còn tồi tệ hơn và con cái chúng ta là những người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 thuộc độ tuổi 18 đến 29, 30 đến 39 và 40 đến 49 cũng đạt mức cao kỷ lục trong tuần này. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Sự gia tăng đột biến các ca bệnh mới cũng làm tăng căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo bang và địa phương về việc liệu có nên yêu cầu trẻ em đeo khẩu trang đi học hay không. Trẻ em tại Mỹ sẽ quay lại lớp học trong tháng này. Các trường học ở Florida, Texas và Arizona đang yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong trường, bất chấp lệnh của thống đốc bang cấm các trường áp đặt quy tắc này. Một phần năm số ca nhập viện COVID-19 của Mỹ đã thuộc về Florida. Theo số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhâm sinh Mỹ, hơn 90% số giường chăm sóc đặc biệt của bang này đã được sử dụng.